Hi, mình xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình chia sẻ cho các bạn một cách cắt kiếng mà không cần dao cắt kiếng nha các bạn nha. Nói chung là mình kẹt trong tình huống là mình bị kẹt hoặc là mình không có cắt một miếng kiếng vàng các bạn nè. Mà mình phải đem ra tiệm hay là gì đó nó hơi vất vả đúng không bạn nha. Bây giờ mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách cắt kiếng rất là đơn giản thôi. Cái này thì cũng mình cũng học hào hỏi lại thôi chứ mình cũng chẳng có rành giỏi gì các bạn nha. Đây là được một bạn người bạn chỉ và chia sẻ lại cho mình. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cùng cùng xem các bạn nha. Đây là cái bu ri nha các bạn nha. Đây cái bu ri nè, đây bu ri nó có một cái sứ gọi là có một cái con góc sứ đây các bạn nè. Đó là mình sẽ đập 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 cái phần sứ ra nè. Nếu mà không không có bu ri cũ á thì có thể là cái sứ điện đó các bạn nè. Cái sứ mà bắt ra dây trụ điện á mình sẽ đập ra sẽ nó sẽ có một cái mảnh như vậy các bạn nè, mảnh nhọn để mình lấy nét các bạn xem đó, cái mảnh này nhọn vậy các bạn nè, cái mảnh mà nó nhọn nhọn vậy nè mình sẽ cắt nha các bạn nha. Đây đó, bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn xem nha. Giờ mình cầm máy thì một tay cầm máy một cây tay cắt hơi khó. Đây nha các bạn, đây là một cái viên để mình giữ lại đi. Đây là cái miếng kiếm nha các bạn. Kiếm này còn còn mới tân nè, bây giờ mình lấy cái miếng mình cắt này. Không cần thiết là cái sứ bu ri nha các bạn nha. Cái sứ bằng điện cũng được, sứ sứ mà để mình cắt ngắt điện á, cắt điện á. Mình đập lấy một cái miếng mà gọi là nó có độ bén này. Mình gặp mình cắt cũng được. Rồi các bạn coi mình cắt nha. Đây các bạn này. Cú là nó sẽ không có đi được thẳng rồi, tại vì mình cắt chỗ này sao thẳng được các bạn ha. Đó. Đây bạn nè. Cái độ ăn của nó cũng tương đương với là còn có thể là hơn cái gì. Đây để mình đi ra cho các bạn xem. Có thể là hơn cái con dao cắt kiếng luôn các bạn nha. Đây bây giờ mình sẽ đập cho các bạn xem nè. Đó, mình sẽ kê đây, đây các bạn nè, đó một cái đường cắt kiếng một cắt gập của mình nè. Đó nó có cái vật đó các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ gõ nha các bạn nha. Đó các bạn thấy nè. Thẳng băng nha các bạn nha. Đó. Cái này là một trường hợp bất đắc dĩ thôi nha các bạn nha, chứ không phải là mình xài gọi là ở nhà mình á, gọi là không có dao cắt kiếng á là mình sẽ dùng cái kiếm cái bu ri. Chắc cú là nhà mình tìm một cái bu ri chắc cũng hơi khó. Là có thể mình chạy ra tiệm sửa xe á, mình xin xin cái bu ri cũ này các bạn nè, bu ri xe Honda mình á. Về mình đập lấy cái mảnh mảnh vỡ này, cái mảnh vỡ này rồi mình sẽ cắt nha các bạn nha. Đó đây. Đó các bạn thấy này. Cực kỳ là bén luôn các bạn nha, cắt là đứt liền nha các bạn. Đó, thôi bây giờ mình cũng xin dừng clip đây các bạn nha. Rồi chúc các bạn tận dụng được cái gì thì tận dụng nha các bạn. Rồi, mình cũng xin mến chào các bạn và hẹn các bạn clip tiếp theo.